Tiếng kèn báo thức vang lên, các tân binh trung đoàn bộ binh 692, sư đoàn 301 lại bắt đầu một ngày mới tập luyện. Sau nửa tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới cũng dần quen với cuộc sống quân ngũ. Những bài tập luyện thể dục, giờ học chính trị hay phút đổ mồ hôi ngoài thao trường đã giúp các bạn trẻ rắn giỏi và trưởng thành hơn. Đều bình đẳng trước pháp luật. Một. Vậy các đồng chí đánh thoải mái ra. Hai. Điện. Thẳng cái chân sau ra. Vai phải đưa súng nằm ở cẳng chân trái. Những ngày đầu thì em cũng rất nhớ bố mẹ và muốn gọi điện về. Nhưng mà xong em nghĩ là mình phải cố gắng rèn luyện thì bố mẹ ở nhà mới vui ạ. Sau những giờ luyện tập căng thẳng, các bạn trẻ lại quây quần bên nhau trên thao trường, hò hát, biểu diễn ảo thuật. Ngoài cái nhiệm vụ trọng tâm ra thì chúng tôi xác định là trước hết là giáo dục cho anh em cái nhân cách. Nhiều đồng chí chiến sĩ cũng tâm sự với cán bộ chúng tôi là sau 18 tháng thôi nhưng đã cảm thấy rất là trưởng thành. Tổ cảnh giới của đại đội 20, đại đội 14, đại đội 15, trung đội cảnh vệ. Bảo đảm trong quá trình hành quân. Chúng tôi về vị trí, khởi về vị trí, các số về vị trí cần trương cao. Khởi 1 báo khởi 1 về vị trí sâu. Khởi 2 báo khởi 2 về vị trí sâu. Trung đội phòng không 1 báo. Trung đội phòng không 1 về vị trí sâu. Trung đội phòng không 1 cho làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Báo cáo đầy đủ. Làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Tối đến, trong ánh điện, các tân binh lại hát vang những bài hát truyền thống của quân đội. Em ơi, vì nhân dân quên mình. Sau 3 tháng huấn luyện, 800 chiến sĩ trẻ sẽ được điều động với các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô nhận nhiệm vụ mới, viết tiếp khúc quân hành của những người lính.